Tin tối ngày 17 tháng 10. Xin kính chào quý vị, Hàng Lâm rất vui khi được gặp lại quý vị trong bản tin tối nay. Chúc quý vị buổi tối an lành và cùng theo dõi bản tin với những nội dung chính sau đây. Tin Việt Nam, 47 em dương tính Covid-19, Phú Thọ cho học sinh tại hai khu vực nghỉ học. Hải Phòng tiêm vaccine cho khoảng 220.000 trẻ em, Sài Gòn cũng triển khai sớm với 780.000 em. Hòa Bình sạt lở đất, 4 người thương vong. Quảng Nam mưa lớn diện rộng, 4 thủy điện cùng xả lũ. Sản lượng tiêu thụ giảm mạnh, thép SMC vẫn báo lãi hơn 129 tỷ đồng. Đóng băng do dịch bệnh, đại lý xe Mercedes đầu tiên tại Việt Nam báo lộ kỷ lục. Tin thế giới, lãnh đạo tình báo Mỹ, Nhật, Hàn sắp họp ở Seoul. Trung Quốc gây khó dễ, nông dân Úc chuyển hướng thu lời lớn. Cựu cố vấn an ninh Mỹ nhận định Nga mắc sai lầm lớn khi kết thân với Trung Quốc. Khủng hoảng khí đốt ở châu Âu, Nga tuyên bố tăng nguồn cung. Và sau đây là thông tin chi tiết. Đầu tiên, mời quý vị đến với thông tin về dịch bệnh trong nước. 47 em dương tính Covid-19, Phú Thọ cho học sinh tại hai khu vực nghỉ học. Tuổi Trẻ Online đưa tin hôm nay ngày 17 tháng 10, tỉnh Phú Thọ đã chấp thuận cho học sinh thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao nghỉ học một tuần để xét nghiệm sàng lọc, tìm kiếm các trường hợp liên quan các ca F0. Cụ thể, ngày 16 tháng 10, các trường trung học phổ thông cho học sinh nghỉ học gồm có Việt Trì, Vũ Thê Lan, Nguyễn Tất Thành, Herman Mayer Việt Trì, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh, lớp 11 chuyên hóa Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Long Châu Sa và Trung học phổ thông Lâm Thao, huyện Lâm Thao. Đến đêm, test nhanh phát hiện 45 em học sinh lớp 7, trường tiểu học và trung học cơ sở Chu Hóa, thành phố Việt Trì dương tính. Riêng lớp 7A có 31 trên 41 học sinh đang làm xét nghiệm PCR. Đến 6 giờ sáng nay ngày 17 tháng 10, thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao phát hiện thêm 6 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây, trong đó có 2 em trường tiểu học và trung học cơ sở Chu Hóa. Từ 12 giờ hôm nay, thành phố Việt Trì đã dừng tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như karaoke, quán bar, internet, massage, thẩm mỹ, phòng tập gym, không phục vụ ăn uống tại chỗ, dừng hoạt động văn hóa lễ hội, nghệ thuật, tôn giáo, thể dục thể thao, sự kiện tập trung đông người, cưới hỏi và dừng đến trường với tất cả các cơ sở giáo dục. Hải Phòng tiêm vaccine cho khoảng 220.000 trẻ em, Sài Gòn cũng triển khai sớm với 780.000 em. Hôm nay ngày 17 tháng 10, thành phố Hải Phòng ra văn bản hỏa tốc về việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Toàn thành phố hiện có khoảng 220.000 trẻ em trong độ tuổi này. Trước đó, ngày 16 tháng 10, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị thành phố cho phép tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi kể từ ngày 22 tháng 10, sớm hơn dự kiến trước đó là ngày 25 tháng 10. Sở sẽ tiêm cho tất cả trẻ trong độ tuổi này trên địa bàn thành phố, học sinh đang đi học từ lớp 6 đến lớp 12 với số lượng khoảng 780.000 em. Các em sẽ tiêm mũi 1 trong 5 ngày, tiêm mũi 2 trong 15 ngày. Cha mẹ, người giám hộ ký phiếu nếu đồng ý cho trẻ tiêm. Tại Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức khám chữa bệnh bình thường từ ngày mai. Trưa nay ngày 17 tháng 10, Bộ Y tế vừa chấp thuận việc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội về trạng thái bình thường mới, trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường từ 0 giờ ngày mai 18 tháng 10. Các nhân viên đang làm việc tại tòa nhà B5 được phép về nhà tự theo dõi sức khỏe 7 ngày. Từ ngày 30 tháng 9, Bệnh viện Việt Đức phát hiện một ca dương tính tại khoa ung bướu tầng 8 nhà D qua xét nghiệm sàng lọc là người nhà người bệnh. Đến ngày 1 tháng 10, bệnh viện phát hiện 18 trường hợp dương tính tại tầng 7 nhà D và 1 trường hợp nhân viên nhà ăn. Tổng đã ghi nhận 34 F0 trong bệnh viện, không có trường hợp nào tử vong. Và tiếp theo là thông tin, Long An dừng tất cả các chốt kiểm soát ra vào tỉnh. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An ngày 17 tháng 10 cho biết đã gửi kiến nghị lên tỉnh cho dừng các hoạt động tất cả các trạm kiểm tra ra vào tỉnh, trong đó gồm có các trạm trên các tuyến quốc lộ qua tỉnh và các trạm giáp ranh. Ghi nhận vào sáng cùng ngày, tại các trạm kiểm soát trên các tuyến đường chính, một số trạm đã được tháo dỡ, số còn lại đã dừng hoạt động. Các trạm giáp ranh cũng có một số dừng hoạt động. Trước đó, từ 0 giờ ngày 16 tháng 10, tỉnh Long An đã nới lỏng giãn cách như cho họp chợ truyền thống, ăn uống tại chỗ, riêng dạy và học trực tuyến vẫn tiếp tục đến hết tháng 10. Còn tại tỉnh Bình Phước, dừng việc dẫn đoàn người các địa phương qua tỉnh. Từ 0 giờ hôm nay ngày 17 tháng 10, Công an tỉnh Bình Phước dừng tổ chức dẫn đoàn người từ hướng Tây Nguyên đến Bình Dương vào các tỉnh Đông Nam Bộ cũng như hướng ngược lại. Về lý do, tỉnh này cho biết những ngày gần đây số người qua tỉnh giảm nên một số đi thành nhóm nhỏ, khoảng từ 5 đến 10 người. Để đủ số lượng thành đoàn, người dân phải chờ hơi lâu tại chốt. Theo thống kê, từ ngày 2 đến ngày 16 tháng 10, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận dẫn 84 đoàn với khoảng 82.250 người, bố trí 77 lượt xe khách, vận chuyển 4.405 người đi bộ, quá cảnh qua địa bàn tỉnh về Tây Nguyên và ngược lại. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với phần cập nhật tin tức về thiên tai tại các tỉnh miền Trung. Hòa Bình sạt lở đất trong đêm, 4 người thương vong. Sáng nay ngày 17 tháng 10, ông Đinh Đức Công, Phó Chủ tịch xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, vụ sạt lở xảy ra lúc 1 giờ 30 phút sáng tại tỉnh lộ 433, đoạn qua xóm Tác, xã Tân Minh đã khiến một người tử vong và 3 người bị thương. Cụ thể, vào thời gian trên, gia đình của ông LVS, sinh năm 1952, đang ngủ thì bất ngờ phần đất đá từ quả đồi phía sau sạt lở xuống vùi lấp người cùng toàn bộ ngôi nhà. Vào 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng địa phương đã tìm thấy 3 người là vợ, con dâu và cháu nội của ông S. Trong đó, người cháu bị thương nhẹ, 2 người còn lại bị gãy xương đã được đưa đi cấp cứu. Đến 4 giờ 30 phút sáng, thi thể của ông S được tìm thấy. Tỉnh Hòa Bình cho hay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 và gió mùa Đông Bắc tăng cường gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Đà Bắc, lượng mưa không lớn nhưng kéo dài trong nhiều ngày, tích tụ nước trong đất gây sạt lở. Tại Nghệ An, mưa lớn, đất đá sạt lở khiến nhiều người tử vong trong nước lũ. Cũng do ảnh hưởng của bão số 8, những ngày qua trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An có mưa lớn. Đoạn đường đi qua dốc Chó trên quốc lộ 7 xã Lạng Khê, huyện Con Cuông liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá. Cụ thể, từ 8 giờ ngày 16 tháng 10, trên tuyến quốc lộ 7 qua Bản Bồng, xã Lạng Khê đã xảy ra sạt lở núi khiến cho giao thông ách tắc. Đến hơn 9 giờ sáng nay, ngày 17 tháng 10 mới lưu thông trở lại. Tại các xã Mường Tiếp, Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, mưa kéo dài khiến cho một lượng lớn đất đá bị sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường. Đáng chú ý, tại xã Cấm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, xảy ra sự việc đau lòng khi cả hai cha con trú tại bản Pún đi vớt củi trên suối vào sáng ngày 16 tháng 10 thì bị nước cuốn trôi và tử vong. Một sự việc đau lòng khác cũng xảy ra vào sáng ngày 16 tháng 10, đôi vợ chồng ở thôn 1, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu đi xả nước trong ao của gia đình thì bị cuốn vào cống nước do lũ về mạnh. Người vợ bị thương nhẹ, người chồng không may bị mắc kẹt, được vớt lên sau 1 giờ nhưng anh này đã tử vong. Quảng Nam xuất hiện mưa lớn diện rộng, 4 thủy điện cùng xả lũ. Lúc 9 giờ sáng nay ngày 17 tháng 10, 4 thủy điện lớn lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn cùng đồng loạt xả lũ với tổng lưu lượng hơn 4.189 m3 trên giây. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục lên, đạt đỉnh mức báo động 2 đến trên báo động 2, sau đó xuống chậm. Tại Quảng Nam, từ đêm qua đến sáng nay, mưa lớn từng đợt xuất hiện trên diện rộng. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Cũng trong sáng nay, bà Blinberg, Chủ tịch xã A Vương, huyện Tây Giang, Quảng Nam cho biết, mưa lớn, lũ dâng cao tràn vào nhiều nhà dân nằm dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh. Địa phương cùng người dân đã kịp thời nạo vét bùn đất, di chuyển tài sản và di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Tại xã A San cùng huyện Tây Giang, ông Tăng Ngôn Thiếu, Chủ tịch xã cho hay, mưa lớn khiến nước lũ từ đầu nguồn bất ngờ đổ về, tràn vào một số nhà dân tại thôn A Rần. Người dân phải gấp rút di chuyển tài sản, nạo vét bùn đất. Hiện tuyến đường từ xã A San lên 2 xã biên giới là Chợ Om và Gari bị cô lập hoàn toàn do sạt lở. Hiện tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Vương bị ngập nặng, giao thông bị chia cắt. Các phương tiện từ thành phố Đà Nẵng lên hay từ Đông Giang lên Tây Giang không lưu thông được. Mời quý vị cùng đến với một số thông tin khác. Sản lượng tiêu thụ giảm mạnh, thép SMC vẫn báo lãi hơn 129 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC vừa có báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 với doanh thu hơn 4.141 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong kỳ, công ty này ghi nhận phí tài chính tăng mạnh 144%. Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động gồm chi bán hàng và chi quản lý doanh nghiệp lại giảm 43% xuống 58 tỷ đồng. Kết quả, SMC lãi sau thuế 129 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. SMC cho hay sản lượng tiêu thụ quý 3 chỉ bằng 53% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 9 tháng đạt 92%. Tuy nhiên, giá bán duy trì ở mức cao, giá vốn ở mức bình quân thấp giúp biên lợi nhuận tốt, đảm bảo bù đắp toàn bộ chi phí cố định và có lãi. Lũy kế 9 tháng năm 2021, SMC đạt doanh thu 15.163 tỷ đồng, tăng 35% và 869 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng cao gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Và tiếp theo là thông tin, đóng băng do dịch bệnh, đại lý xe Mercedes đầu tiên tại Việt Nam báo lỗ kỷ lục. Công ty cổ phần dịch vụ ô tô hàng xanh Hasaco, nhà phân phối Mercedes-Benz đầu tiên tại Việt Nam vừa có báo cáo tài chính quý 3 với mức sụt giảm mạnh, chỉ đạt hơn 700 tỷ đồng trong 3 tháng gần đây, giảm 59% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn giảm 57% nhưng vẫn cao hơn doanh thu, khiến Hasaco chịu lỗ gộp gần 1 tỷ đồng. Cùng với các khoản chi phí hoạt động và lãi vay, công ty báo lỗ hơn 33 tỷ đồng, mức lỗ kỷ lục theo quý kể từ khi doanh nghiệp này lên sàn chứng khoán. Theo Hasaco, trong quý 3, Sài Gòn, Hà Nội và các tỉnh thành áp dụng quy định giãn cách xã hội đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của ngành ô tô và của Hasaco. Trong suốt quý này, có 2 chi nhánh của công ty tại Sài Gòn đóng cửa, 2 chi nhánh tại Hà Nội đóng cửa đến ngày 21 tháng 9. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Hasaco đạt gần 3.400 tỷ đồng doanh thu, giảm 9% cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận giảm tới 45%, chỉ với hơn 44 tỷ đồng. Mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới. Lãnh đạo tình báo Mỹ, Nhật, Hàn sắp họp ở Seoul. Yonhap ngày 16 tháng 10 đưa tin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, ông Park Ji-won sẽ đón tiếp Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, bà Avril Haines, và Giám đốc Cơ quan Tình báo và Điều tra Nhật Bản, ông Hiroaki Takizawa, tại thủ đô Seoul. Dự kiến họ sẽ tập trung vào các vấn đề xung quanh Triều Tiên về đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, cũng như những bước thúc đẩy tiếp theo của Seoul và Washington nhằm đưa Bình Nhưỡng trở lại đối thoại. Họ cũng sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác tình báo ba bên dưới thời tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Cuộc họp gần đây nhất của bộ ba này là vào tháng 5 năm nay. Trung Quốc gây khó dễ, nông dân Úc chuyển hướng thu lời lớn. Tờ SCMP ngày 15 tháng 10 đưa tin, dù Trung Quốc chơi trò bắt nạt thương mại, áp thuế hơn 80% lên lúa mạch từ Úc vì nước này yêu cầu điều tra nguồn gốc Covid-19, nông dân quốc gia chuột túi đã tìm được lối thoát riêng cho mình. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lúa mạch lớn nhất của Úc, vậy nên lệnh thuế quan được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Úc, vốn đang chật vật vì đại dịch. Vậy nhưng, nông dân Úc đã nhanh chóng chuyển sang trồng hạt cải dầu và còn gặt hái được món lời lớn hơn khi xuất khẩu lúa mạch cho Trung Quốc. Ngay sau khi nông dân Úc chuyển hướng, giá loại hạt dầu có hoa vàng này đã tăng lên gần mức kỷ lục. Vì nhu cầu đang tăng nhanh, toàn cầu đang thiếu hụt dầu ăn và việc giá dầu thô tăng cũng đã thúc đẩy các loại dầu thực vật tăng giá. Thêm vào đó, nhà sản xuất hàng đầu của sản phẩm này là Canada đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán, khiến cho Úc càng có cơ hội phát triển. Không những vậy, khí hậu cũng tạo thuận lợi cho Úc. Hiện những người nông dân đang chuẩn bị thu hoạch vụ mùa bội thu năm thứ hai liên tiếp. Thời tiết ở vùng trồng trọt của Úc nóng ẩm hơn mọi năm đã giúp làm tăng sản lượng. Hạt cải được ép để làm dầu, được dùng trong các sản phẩm thực phẩm và làm nguyên liệu sinh học, cũng như các bữa ăn giàu protein để vỗ béo gia súc. Ngoài cây cải dầu, vụ thu hoạch lúa mì năm nay của Úc cũng được dự tính sẽ bội thu và sẽ mang đến vụ lúa lớn thứ hai từ trước đến nay. Những chuyến hàng lúa mạch mà bị Trung Quốc áp thuế cũng đã được chuyển hướng tới các thị trường mới như Mexico và nông dân đang thay đổi giống cho phù hợp với các thị trường khác. Tiếp theo là thông tin, cựu cố vấn an ninh Mỹ nhận định Nga mắc sai lầm lớn khi kết thân Trung Quốc. Hôm qua ngày 16 tháng 10, Reuters dẫn lời cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng Nga đang phạm sai lầm lớn khi xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với Trung Quốc, thay vì hàn gắn quan hệ với Mỹ và các nước phương Tây. Theo ông, việc kết thân với Bắc Kinh có thể khiến Moscow mất quyền kiểm soát đối với phần lớn lãnh thổ ở phía đông Euro, bởi Trung Quốc là nước đông dân nhưng rất ít tài nguyên, nằm ngay sát phần lãnh thổ này của Nga vốn rất giàu tài nguyên nhưng ít dân cư sinh sống. Ông Bolton bác bỏ nhận định rằng chính sách của Mỹ và NATO đã đẩy Nga đến gần hơn với Trung Quốc. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khẳng định chính Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chọn hợp tác chặt chẽ hơn với Bắc Kinh. Nga có rất nhiều dầu và vũ khí chiến lược và họ rất vui khi bán được những thứ này cho Trung Quốc. Tuy nhiên, thì theo ông, Nga đang mạo hiểm tương lai của chính mình trong thế kỷ này khi làm như vậy. Liên quan đến tình hình đại dịch tại Nga, hôm qua ngày 16 tháng 10, Nga đã ghi nhận 1.002 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, phá vỡ kỷ lục từ khi đại dịch bắt đầu hoành hành. Trong 24 giờ, nước này cũng ghi nhận thêm hơn 33.000 ca mắc mới, cũng là con số cao kỷ lục. Cả số ca mắc mới và tử vong đã tăng ngày thứ ba liên tiếp. Tính đến nay, tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Nga là trên 222.000 người, cao nhất châu Âu. Dù vậy, cơ quan thống kê Rosstat cho biết vào cuối tháng 8, có thể hơn 400.000 người ở Nga đã tử vong vì đại dịch. Cũng liên quan đến Nga và châu Âu, hôm qua ngày 16 tháng 10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẵn sàng tăng lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu nếu được đề nghị. Hiện mức tiêu thụ trong nước cũng cao chưa từng có và lượng khí đốt xuất sang châu Âu đã gần đạt mức cao kỷ lục, nhưng Nga vẫn còn có thể tiếp tục tăng. Nga hiện đang là nhà cung cấp ga quan trọng cho các nước châu Âu. Tuy nhiên, trước tiên nước này phải nâng dự trữ trong kho dự trữ ga quốc gia trước khi có thể tăng nguồn cung cho châu Âu. Nga dự kiến sẽ lấp đầy kho dự trữ ga quốc gia vào cuối tháng 10 này. Vì khủng hoảng năng lượng, giá khí đốt tự nhiên tại EU đã tăng gần 800%, trong khi giá điện thì tăng gấp đôi kể từ đầu năm nay. Tình trạng thiếu khí đốt đã khiến 10 công ty cung cấp năng lượng ở Anh phá sản kể từ đầu tháng 8. Nhiều doanh nghiệp châu Âu cũng lao đao khi phải đóng cửa nhà máy hoặc hạn chế sản lượng. Điều này có nguy cơ khiến cho chi phí sản xuất tăng theo, làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát toàn cầu. Và bản tin tối nay sẽ kết thúc với thông tin 17 nhà truyền giáo Mỹ và người thân bị bắt cóc ở Haiti. Hôm nay ngày 17 tháng 10, Reuters đưa tin 14 người lớn và 3 trẻ em vị thành niên đã bị bắt cóc vào hôm qua. Họ bị bắt cóc sau khi rời một trại trẻ mồ côi và đang trên đường đến sân bay. Danh tính của những người này chưa được công bố. Thủ phạm được cho là một băng đảng vũ trang đã thực hiện nhiều vụ cướp và bắt cóc suốt nhiều tháng qua ở khu vực giữa thủ đô Port-au-Prince và biên giới giáp Cộng hòa Dominica. Theo ghi nhận của Reuters, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã biết về vụ việc này nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Tình trạng bạo lực tại Haiti vượt ngoài tầm kiểm soát từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse hồi tháng 7 và trận động đất khiến hơn 2.000 người tử vong sau đó một tháng. Hoạt động của các băng đảng khiến hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa, cản trở nỗ lực phát triển kinh tế ở quốc gia nghèo nhất châu Mỹ. Hơn 600 vụ bắt cóc đã được ghi nhận trong 3 quý của năm 2021, so với 231 vụ vào cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh các băng đảng mở rộng tầm kiểm soát ở thủ đô và vùng lân cận. Và những thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, tin tưởng và theo dõi tin tức từ Khỏe Tự Nhiên. Tạm gác lại những bộn bề công việc. Chúc quý vị buổi tối cuối tuần với những giây phút thư giãn và bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.